À, Phúc Khang ẩm thực xin kính chào cô chú anh chị và các bạn. Thì video này Phúc Khang làm một cái video cuối cùng buổi chiều tại Mộ Nghệ Sĩ Vũ Linh nha cô chú anh chị và các bạn. Thì sẵn tiện đây thì Phúc Khang cũng giới thiệu đến cô chú anh chị và các bạn các anh YouTuber tại Mộ Nghệ Sĩ Vũ Linh. Thì cũng có những anh YouTube Phúc Khang cũng biết, cũng đã tương tác qua lại trên cộng đồng mạng. Nhưng mà hôm nay Phúc Khang sẽ gặp trực tiếp luôn. Thì Phúc Khang sẵn tiện thì quay hỏi thăm các anh. Ở đây là anh Tài 66 Vlog mà Phúc Khang đã từng giao lưu cũng nhiều và cô chú anh chị và các bạn. Thì cái video này Phúc Khang quay cái buổi chiều tối tại Mộ Nghệ Sĩ Vũ Linh. Thì trời cũng đang chuyển mưa cũng khá lớn cô chú anh chị và các bạn. Mong sao Nghệ sĩ Vũ Linh phù hộ cho hai anh em đừng có mưa gió để hai anh em về. Dạ xin chào cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh của Tài 66 Vlog nha. Thì hiện tại bây giờ là buổi chiều rồi, giờ này gần 6 giờ rồi cô chú anh chị. Thì em thấy có một em đây vận động viên đó đó trốn rồi nó hoài luôn đội tuyển Việt Nam, em ấy là bao xăng luôn, banh qua là cứ làm thôi. Cao 1m80 vậy cả nhà. Chơi đây em gái, em là fan của cầu Nam Vũ Linh của chú Vũ. Để trong họ thì giờ này cũng đã tối rồi, anh em YouTuber thì thắp hương và chào tạm biệt cầu Nam Vũ Linh. Còn ở đây cũng rất là nhiều người đó nha. Cạnh đây thì có hai người mới nè. Đây. Hello, chào Tài. Anh đây là anh đăng kênh, anh tên gì anh trai? Kênh Phúc Khang ẩm thực. Phúc Khang ẩm thực đúng ha. Rồi, Phúc Khang ẩm thực. Thì ngày hôm nay thì thấy anh cũng mới có lên ha. Mới lên được hôm nay hả? Đúng rồi, mới lên hôm nay. Thì hy vọng là cậu Năm sẽ phù hộ anh và có một cái duyên để ở đây quay và chia sẻ đến cô chú anh chị những video hay và ý nghĩa ha. Rồi, cảm ơn Tài. Ở bên cạnh đây là kênh của anh đây là gì đây? Chào anh. Mình chào Tài. Mình là kênh Duy Tăng 79 TV. Kênh Duy Tăng 79 TV. 79 TV. Anh ở đâu anh? Ở quận 7 thành phố Hồ Chí Minh ha. Thì đây cũng là một kênh YouTube nha cô chú anh chị. Yêu thương ảnh thì đăng ký kênh, like, subscribe và ủng hộ anh nha. Chúng kênh ảnh cũng nhỏ nhỏ thôi, mới có nhiêu anh 2000 mấy, 2000 mấy thôi. Đó, ủng hộ anh và giúp cho anh phát triển cô chú anh chị ơi. Kế bên đây là kênh anh tên gì anh trai? Em tên Phạm Nhân Vlog. Dạ. Mến chào cô chú anh chị và chào anh Tài 66. Rồi cảm ơn anh. Anh ở đâu anh? Hiện tại đang ở Bình Dương anh nè. Bình Dương hả? Anh lên đây quay được mấy hôm rồi? Em quay được rất nhiều lắm. Cũng nhiều rồi ha. Nhưng mà có lượt xem nhiều không anh trai? Dạ cũng được. Cũng được. Kênh anh được nhiêu sub rồi? Ngàn sub hả? Ngàn sub hả? Rồi thì cũng mong là cô chú anh chị gần xa trong và ngoài nước yêu thương ủng hộ anh ha. Và nhớ là đăng ký kênh, like, ủng hộ anh ha. Cảm ơn anh nha. Rồi chúc anh và cũng ủng hộ với anh mấy anh một cái ở đây để quay ha. Rồi cảm ơn anh. Đây. Hay là những kênh mà anh em đã từng quen biết nhau rất là lâu trên mạng xã hội nhưng mà hôm nay mới gặp cô chú anh chị, như là anh Phúc Khang nè, anh Thích nè. Còn dưới đây như cô chú anh chị cũng thấy anh này là anh có kênh YouTube không anh? Anh Sơn, kênh YouTube của anh là Sơn. Nói chứ anh Sơn đây là một khán giả của cậu Năm đọc anh trúng luôn cô chú anh chị, cũng chia sẻ rất là hay. Giờ này anh chưa về luôn, 6 giờ rồi chết mọi lo nói chuyện. Em dặn bệnh viên bóng chuyện bây giờ rồi đây anh nhé, em dặn bệnh viên bóng chuyện bây giờ rồi. Đây là Duy Tăng 79, đây là Tài, kênh Tài 66 nha cả nhà. Tài 66 thì có hai kênh, một kênh là Tài 66 và một kênh Quê Cuộc Sống. Thì Tài nói đúng luôn là Tài có hai kênh nha cả nhà. Đúng rồi, Tài một có thêm một cái kênh Tài Tài Sót. Dạ không phải. Dạ. Em có một kênh là Tài 66 Vlog và một kênh là Tài 66 Sót. Sót là ngắn. Sót là làm video ngắn á, chủ đề ngắn 15 giây á. Rồi cả nhà xem nếu ủng hộ với anh Tài cũng như các anh YouTuber ở đây thì thấy các anh cũng rất là nhiệt tình. Sáng đến sớm thì thay nước chân bông ở giữa ly giữa đồ, tối thì các anh thường dọn dẹp mộ cậu Năm gọn gàng sạch sẽ, quét sạch luôn, không có một miếng rác luôn nha cả nhà, rất là sạch đó. Đây đó các anh em, bây giờ là trống rồi, không còn khách nữa, các anh em đang vô lưu
Đó, cả nhà xem được thì nhớ ủng hộ cho các anh em. Thì giờ là cũng quán khách rồi cả nhà. Nghe nói là chiều tối nay chị ở đây ngủ giữ mộ cái đầu hả? Đúng không chị? Chắc không? Đúng. Giờ là vắng rồi. Cậu đừng ngáp nữa, cậu ngáp là chạy luôn. Cái tượng nó cũng lên. Em bên đây em nói được không? Cái gì? Ok. Các anh đó, đang luôn. Phúc Khang ẩm thực. À, mình là miền quê cuộc sống blog em của chú chị. Cô chú chị có xem kênh miền quê cuộc sống blog thì nhớ ủng hộ kênh mình nha. Để mình có nhiều động lực hơn để làm video tiếp theo để gửi đến cho tất cả cô chú chị. Chào cô chú anh chị, và nhớ là cho ảnh một like, một đăng ký kênh ủng hộ nha cô chú anh chị và các bạn. Nói chung ở đây thì cũng các anh YouTube ở đây gần đây, nói chung là các anh nhiệt tình lắm. Sáng đến sớm là chưng hoa, rồi tối thì các anh dọn dẹp nè. Phúc Khang ẩm thực. Ẩm thực. À, viết liền nó cũng ra nữa. Đây anh đang vô kênh của Phúc Phan, đang ủng hộ Phúc Phan nữa nha. Cháo quá. Thì cô chú anh chị và các bạn xem được thì nhớ ủng hộ cho các anh em YouTube ở đây. Các anh cũng nhiệt tình. Chưng hoa, chưng giữa ly, giữa đồ và giao lưu với cô bác khán giả thì cũng rất là nhiệt tình. Thì hôm nay Phúc Phan đến đây thì chủ yếu là viếng mộ. À, cũng muốn gặp các anh YouTube, tại vì các anh cũng đưa tin rất là nhiều, Phúc Phan xem cũng rất là nhiều. À, hôm nay thì Phúc Phan hân hạnh được gặp trực tiếp các anh. À, cô chú anh chị và các bạn nghe xem được cái video của Phúc Phan, nhớ cho Phúc Phan xin một like, một đăng ký kênh, chia sẻ ủng hộ các nha. Cô chú anh chị và các bạn, nếu mà cô chú anh chị và các bạn xem ủng hộ like, đăng ký kênh, bình luận bên dưới video thì Phúc Phan sẽ bỏ thời gian ra mà đi quay lấy tin nhiều và cho cô chú anh chị và các bạn xem. Bây giờ Phúc Khang xin kết thúc video. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã theo dõi video của Phúc Khang.